Thầy chào tất cả các em. Trong video này, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta phương pháp giải dạng bài tập chuyển động của đoạn dây dẫn dưới tác dụng của lực từ. Thì đối với dạng bài tập này, chúng ta đi vào các bài tập cụ thể luôn. Chúng ta bắt đầu với bài tập số 1. Một thanh nhôm có chiều dài 1,6 m, khối lượng 0,2 kg. Chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với hai thanh dây đặt nằm ngang như hình vẽ. Từ trường có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ hướng ra ngoài mặt phẳng hình vẽ. Hệ số ma sát giữa thanh nhôm và dây là μ bằng 0,4, cảm ứng từ B bằng 0,05 tesla. Biết thanh nhôm chuyển động đều. Thanh nhôm chuyển động về phía nào? Tính cường độ dòng điện trong thanh nhôm, lấy G bằng 10 m trên dây bình. Thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ đi tóm tắt đề bài. Thì ta thấy rằng đề bài cho chúng ta thanh nhôm này có chiều dài L là bằng bao nhiêu? 1,6 m. Đúng không? Khối lượng M bằng là 0,2 kg. Thanh nhôm này chuyển động với hệ số ma sát μ bằng 0,4. Chưa? Và trong từ trường đều có cảm ứng từ B là bằng 0,05 tesla. Biết rằng thanh nhôm này chuyển động đều. Và đề bài yêu cầu chúng ta thứ nhất là đi xác định chiều chuyển động của thanh nhôm. Thứ hai là đi gì nhỉ? Tính cường độ dòng điện chạy qua thanh nhôm. Y này bằng hỏi chấm. Thì sau khi tóm tắt đề bài thì chúng ta sẽ đi giải bài toán. Thì chúng ta thấy đầu tiên đề bài yêu cầu chúng ta đi xác định chiều chuyển động của thanh nhôm. Thì để xác định chiều chuyển động của thanh nhôm thì chúng ta phải xác định được lực từ tác dụng lên thanh này có chiều như thế nào. Đúng không? Thì chúng ta thấy rằng này, thanh nhôm này này được nối với một nguồn điện. Cho nên dòng điện chạy qua thanh nhôm sẽ đi xuất phát là có chiều từ đi ra từ cực dương của nguồn và đi vào cực âm của nguồn. Cho nên dòng điện chạy qua thanh nhôm này sẽ có chiều là từ M đến N. Đấy, đầu tiên chúng ta có này, dòng điện qua thanh nhôm Y sẽ có chiều là từ M đến N. Và sau khi suy ra được chiều dòng điện trong thanh nhôm thì chúng ta sử dụng quy tắc bàn tay trái. Thì chúng ta sẽ đặt bàn tay trái cho cảm ứng từ B xuyên vào lòng bàn tay. Chiều cổ tay đến ngón tay là chiều từ M đến N. Thì lúc này ngón tay cái sẽ chỉ lực từ tác dụng lên thanh nhôm. Đúng không? Và theo quy tắc bàn tay trái thì chúng ta có lực từ tác dụng lên thanh này sẽ có chiều là từ trái sang phải. Đây, ta có F chiều là từ trái sang phải. Và do F có chiều từ trái sang phải cho nên chúng ta suy ra được chiều chuyển động của thanh nhôm là từ trái sang phải. Đấy, đầu tiên này, chúng ta suy ra này, chiều chuyển động của thanh chính là từ trái qua phải. Đấy. Sau khi suy ra được chiều chuyển động của thanh rồi thì chúng ta sẽ đi tính cường độ dòng điện chạy trong thanh nhôm. Để tính cường độ dòng điện chạy trong thanh nhôm thì chúng ta phải sử dụng cái điều kiện đó là thanh nhôm này chuyển động là đều. Mà chúng ta biết thanh nhôm chuyển động đều thì hợp lực tác dụng lên thanh nhôm sẽ phải bằng vector 0. Đấy, cho nên chúng ta này, do là thanh chuyển động đều. Chuyển động là đều. Nên chúng ta suy ra hợp lực tác dụng lên thanh sẽ bằng vector 0. Và chúng ta thấy có 4 lực tác dụng lên thanh, đúng không? Lực thứ nhất là trọng lực P. Lực thứ hai là phản lực N. Lực thứ ba là ép từ. Và lực thứ tư là ép ma sát. Và 4 lực này sẽ hợp của nó bằng vector 0. Đấy. Và sau khi chúng ta có phương trình này thì chúng ta sẽ chiếu lên trục OX. Chiếu lên OX này. OX của chúng ta là trùng với hướng của chuyển động. Đây, chúng ta sẽ chọn một cái trục OX này.
có x của chúng ta là cùng với hướng của chuyển động luôn. Đây, o, x cùng với hướng chuyển động. Thì lúc này chúng ta có p và n vuông góc với ox, cho nên chiếu lên nó sẽ bằng vector 0, đúng không? Còn f này cùng chiều với ox, cho nên chiếu lên là bằng f. F ma sát ngược chiều với ox, cho nên chiếu lên nó sẽ bằng trừ f ma sát, đúng không? Bởi vì lực ma sát bao giờ chẳng ngược chiều với chuyển động, và cái này sẽ bằng 0. Và từ đây thì chúng ta sẽ tương đương với, chúng ta có f sẽ bằng f ma sát, đúng không? F bằng f ma sát thì tương đương chúng ta sẽ có b nhân y nhân l thì sẽ bằng mu m g, đúng chưa? Bởi vì lực từ của chúng ta F từ là bằng B Y L nhân sin alpha. Nhưng trường hợp này thì chúng ta thấy là cả từ B lại vuông góc với dây dẫn, nên góc alpha bằng bao nhiêu? Bằng 90 độ, sin 90 độ bằng 1. Cho nên F chính là bằng B nhân Y nhân L. Còn F ma sát thì bằng mu nhân N. Trường hợp này chúng ta thấy rằng thanh dây này chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang, cho nên N chính bằng P bằng MG, nên F ma sát chính bằng mu MG. Và từ biểu thức này thì chúng ta suy ra được Y sẽ bằng là gì nhỉ? Mu m g rồi chia cho b nhân l. Đó, bây giờ ta thay vào. Mu của chúng ta là bằng 0,4 này, nhân với m là 0,2 này, nhân với g là 10 này, đúng không? Rồi chia cho b là 0,05, nhân với l là 1,6. Và bấm máy tính thì chúng ta sẽ thu được cường độ dòng điện là bằng 10 ampere. Đấy, vậy đối với bài số 1 này thì chúng ta có chiều chuyển động của thanh là từ trái sang phải, và cường độ dòng điện chạy trong thanh là Y bằng 10 ampere. Ta tiếp tục đến bài số 2. Một thanh nhôm MN có khối lượng 0,2 kg. Chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với hai thanh dây đặt song song cách nhau 1,6 m, nằm ngang, nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Từ trường ngược hướng với trọng lực. Đấy, từ trường ngược hướng với trọng lực tức là từ trường thì có chiều từ dưới lên trên. Độ lớn cảm ứng từ B bằng 0,05 tesla. Hệ số ma sát giữa thanh nhôm MN và thanh dây là mu bằng 0,4. Lấy G bằng 10 m trên dây bình. Khi cường độ dòng điện qua thanh nhôm không đổi bằng 12 ampere thì nó chuyển động nhanh dần đều với gia tốc bằng bao nhiêu? Đấy, đầu tiên thì chúng ta cùng đi tóm tắt đề bài. Tóm tắt thì đề bài cho chúng ta này, khối lượng của thanh nhôm MN M bằng 0,2 kg. Cho chúng ta tiếp chiều dài của thanh nhôm L là bằng là 1,6 mét. Cho cảm ứng từ B là bằng 0,05 tesla. Cho hệ số ma sát mu bằng 0,4. Cho cường độ dòng điện Y bằng 12 ampere. Và yêu cầu chúng ta là đi tìm gia tốc của thanh. Tìm gia tốc của thanh. Đúng chưa? Thì đầu tiên chúng ta thấy rằng muốn tìm gia tốc của thanh thì chúng ta phải áp dụng định luật 2 Newton cho cái thanh này, đúng không? Mà để áp dụng định luật 2 Newton thì chúng ta phải xác định xem có mấy lực tác dụng lên thanh. Thì chúng ta thấy rằng có 4 lực tác dụng lên thanh. Lực thứ nhất là lực điện. Đây, ta có lực thứ nhất là lực điện. Thì lực điện cũng tương tự như bài 1. Đầu tiên chúng ta suy ra chiều của dòng điện qua MN cũng có chiều là từ M đến N, đúng không? Dòng điện Y này chiều từ M đến N. Và theo quy tắc bàn tay trái thì chúng ta có F từ này, đúng không? Thì sẽ là có chiều từ trái sang phải. Do F từ trái sang phải cho nên dẫn đến F ma sát của chúng ta, F ma sát đây thì lại có chiều ngược lại với chuyển động, đúng không? Đồng thời thanh này sẽ chịu tác dụng thêm của trọng lực P và phản lực N. Cho nên chúng ta áp dụng định luật 2 Newton cho thanh.
Ta áp dụng định luật 2 Newton này. Áp dụng định luật 2 Newton. Thì chúng ta sẽ có đó là P cộng với N cộng với F từ cộng với F ma sát sẽ bằng M nhân với vector A. Đúng chưa? Và bây giờ sau khi có biểu thức của định luật 2 Newton thì chúng ta cũng sẽ chiếu nó lên Ox này trùng với hướng của chuyển động. Trùng với hướng chuyển động. Chiếu lên Ox trùng với hướng chuyển động thì chúng ta có P chiếu lên cũng bằng 0, N chiếu lên cũng bằng 0, đúng không? F này cùng hướng chuyển động nên chiếu lên sẽ bằng F, ta sẽ có F này. F ma sát ngược hướng chuyển động cho nên chiếu lên sẽ có dấu trừ, trừ F ma sát thì sẽ bằng M nhân với A. Đúng chưa? F trừ F ma sát bằng M nhân A. Bây giờ thì chúng ta thay vào tương đương với F của chúng ta là bằng là F từ là bằng B nhân I nhân L, đúng không? Trừ F ma sát. Thì trường hợp này thanh này chuyển động trên mặt phẳng ngang cho nên F ma sát của chúng ta sẽ được tính là bằng mu nhân M nhân G thì bằng M nhân với A. Đúng không? Từ đây thì chúng ta sẽ suy ra biểu thức tính gia tốc A sẽ bằng là B I L trừ đi mu M G rồi chia cho M. Và bây giờ ta thay số vào này, nó sẽ bằng B của chúng ta là 0,05 nhân với I đề bài của chúng ta là 12 nhân với L là 1,6 mét trừ đi mu là 0,4 M là nhân với 0,2 nhân G là nhân 10 và tất cả chia cho khối lượng thì khối lượng của chúng ta ở đây cũng chính là bằng 0,2. Và bấm máy tính thì chúng ta sẽ suy ra được gia tốc A của chúng ta đây sẽ bằng 0,8 mét trên giây bình. Vậy đối với bài số 2 thì chúng ta sẽ phải xác định các lực tác dụng lên cái thanh MN này và áp dụng định luật 2 Newton cho thanh. Thì theo định luật 2 Newton tức là hợp lực tác dụng lên thanh sẽ bằng M nhân vector A. Sau đó thì chúng ta sẽ chiếu lên cái trục Ox mà cùng với hướng chuyển động. Thì khi chiếu lên Ox ta sẽ có P và N vuông góc với Ox cho nên chiếu lên nó sẽ bằng 0. Còn F cùng chiều chuyển động nên chiếu lên nó dương. F ma sát ngược chiều chuyển động nên chiếu lên nó âm. Và từ đó thì chúng ta sẽ tính được A của chúng ta sẽ bằng 0,8 mét trên giây bình. Ta tiếp tục đến bài số 3. Bài số 3. Hai thanh dây đặt trong mặt phẳng nghiêng nằm trong từ trường đều. Bài số 3 này thì người ta lại cho chúng ta là hai thanh dây này trong mặt phẳng nghiêng chứ không còn trong mặt phẳng ngang này. Và mặt phẳng nghiêng này hợp với phương ngang một góc 30 độ. Các đường sức từ có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống. Một thanh nhôm dài 1 mét, khối lượng 0,16 kg trượt không ma sát trên hai thanh dây xuống dưới với vận tốc không đổi. Vận tốc không đổi tức là nó trượt đều. Biết B bằng 0,05 Tesla. Hỏi đầu M của thanh nối với cực dương của nguồn hay cực âm. Cường độ dòng điện qua thanh nhôm bằng bao nhiêu? Lấy G bằng 10 mét trên dây bình. Thì đối với bài số 3 này lại là bài chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng. Đúng không? Chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng. Thì đầu tiên ta cũng đi tóm tắt đề bài. Tóm tắt này. Thì đề bài cho chúng ta thứ nhất là góc của mặt phẳng nghiêng, nhớ alpha này là góc của mặt phẳng nghiêng này 30 độ. Đó. Cho chúng ta là thanh nhôm này có chiều dài L bằng 1 mét, khối lượng M bằng 0,16 kg, cho cảm ứng từ B bằng 0,05 Tesla. Và biết là thanh nhôm này chuyển động đều. Đề bài yêu cầu chúng ta thứ nhất
là xác định chiều dòng điện trong thanh, đúng không? Và thứ hai là tìm cường độ dòng điện trong thanh nhôm, tìm I bằng hỏi chấm. Thì đối với bài này, đầu tiên để xác định được chiều của cường độ dòng điện trong thanh thì chúng ta phải đi xác định xem là lực từ có chiều như thế nào. Giờ phải xác định được lực từ có chiều như thế nào. Thì chúng ta thấy này, cái thanh này sẽ chịu tác dụng của ba lực. Lực thứ nhất là trọng lực P thẳng đứng xuống dưới, trọng lực P của chúng ta này. À, đây, trọng lực P thẳng đứng xuống dưới. Lực thứ hai là phản lực N vuông góc với dây. Đấy, và do cái trọng lực P này thẳng đứng xuống dưới này, nó kéo cái thanh chuyển động xuống phía dưới, đúng không? Vậy để cho cái thanh này chuyển động đều thì chúng ta suy ra F từ của chúng ta thì phải hướng là có một thành phần hướng lên trên, cho nên giả định F từ của chúng ta sẽ có chiều như thế này. Và nhớ, chúng ta lưu ý ở đây là F từ của chúng ta ở đây phải có phương là phương gì nhỉ? Phương nằm ngang và chiều hướng lên. Nhớ chưa? Bởi vì sao? Bởi vì F từ này này là nó vuông góc với cái mặt phẳng mà chứa dây dẫn. Nó vuông góc với mặt phẳng chứa dây dẫn và cảm ứng từ B. Đúng không? Mà mặt phẳng chứa dây dẫn nằm ngang, cảm ứng từ B thẳng đứng. Đúng không? Cho nên cái F này phải có phương là phương nằm ngang. Các bạn lưu ý nhé, F này là phải có phương nằm ngang. Đấy. Và sau khi chúng ta xác định được F có phương nằm ngang thì chúng ta sẽ sử dụng quy tắc bàn tay trái, thì ta sẽ suy ra được chiều dòng điện lúc này sẽ có chiều như thế nào nhỉ? À, từ M đến N. Đấy, dòng điện I này này sẽ có chiều là từ M đến N. Và I có chiều từ M đến N thì dẫn đến điểm M này phải nối với cực gì? À, điểm M phải nối với cực dương. Đấy, đầu tiên chúng ta có cái kết luận thứ nhất là điểm M. Điểm M này sẽ nối với cực dương của nguồn. Nối với cực dương của nguồn điện. Thấy chưa? Đấy, thì để xác định được điểm M nối với cực dương hay cực âm thì thầy nói lại này. Thì đầu tiên chúng ta thấy rằng là ta có trọng lực P thẳng đứng hướng xuống, và trọng lực P này sẽ kéo cái thanh này trượt xuống dưới. Vậy để thanh chuyển động đều thì lực F này là phải hướng lên trên, đúng không? F hướng lên trên. Và chúng ta lưu ý là cái thành phần cái lực F này này là phải có phương nằm ngang, bởi vì nó vuông góc với cảm ứng từ B. Cảm ứng từ B thẳng đứng, cho nên chúng ta suy ra chiều của F như thế này. Và qua F thì chúng ta sử dụng quy tắc bàn tay trái, chúng ta sẽ suy ra được dòng điện có chiều từ M đến N. Và do dòng điện có chiều từ M đến N cho nên chúng ta sẽ suy ra điểm M sẽ nối với cực dương của nguồn. Đấy. Tiếp tục để đi tính cường độ dòng điện chạy trong thanh thì chúng ta phải sử dụng cái điều kiện là thanh này trượt đều, bởi vì vận tốc không đổi, đúng không? Do này, thanh trượt đều. Trượt đều. Thanh trượt đều thì hợp lực tác dụng đến thanh phải bằng 0. Và chúng ta có 3 lực tác dụng đến thanh, đó là trọng lực P, phản lực N, đúng không? Và gì nhỉ? F từ này sẽ phải bằng vector 0. Ở đây chúng ta bỏ qua ma sát, cho nên chúng ta không có F ma sát. Và sau khi chúng ta có biểu thức này thì chúng ta sẽ chiếu nó lên trục OX. Chiếu lên này trục OX. Trục OX bao giờ chúng ta cũng chọn là trùng với hướng chuyển động, đúng không? Hướng chuyển động. À, chiếu lên trục OX trùng hướng chuyển động. Mà chúng ta biết là cái thanh MN này nó trượt trên mặt phẳng nghiêng, cho nên trục OX của chúng ta cũng phải trùng với mặt phẳng nghiêng này. À, OX của chúng ta đây. À, OX này phải trùng với cái hướng của chuyển động. Nhớ chưa? Bây giờ chiếu lên trục OX cùng hướng chuyển động thì chúng ta thấy này. Thứ nhất là P. P chiếu lên thì chúng ta phải từ cái vị trí này vẽ một đường song song với thanh dài, đúng không? Sau từ P hạ vuông góc xuống đây thì chúng ta có
chiếu lên thì chúng ta có P sẽ được cái thành phần này. Đây, thành phần này gọi là PX. PX này. Chưa? Đấy, P chiếu lên thì bằng PX, cho nên chúng ta sẽ có này. PX. Đấy. Còn F chiếu lên thì không phải từ đây, chúng ta vẽ một đường song song với thanh dài đúng không? Song song với thanh dài này. Đấy. Thì F chúng ta chiếu lên đây, chúng ta cũng được thành phần đây. Thành phần chúng ta cần tìm là thành phần này, chính là Fx. Chưa? Thì chúng ta thấy rằng Fx này ngược với chiều của trục AX, cho nên chúng ta sẽ có Px trừ Fx này sẽ phải bằng bằng vector 0, tức là chiếu lên nó bằng 0, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi tính Px và Fx, ta bỏ vào đây. Thì chúng ta thấy rằng Px này là cạnh góc vuông của tam giác vuông, đúng không? Với góc này là chính là góc alpha này, góc 30 độ này. Chưa? Chỗ này 30 độ. Cho nên dẫn đến chúng ta có Px sẽ bằng P nhân với sin của 30 độ. Đấy, Px bằng P nhân sin của 30 độ. Còn đối với Fx thì chúng ta lại có góc này, chính là góc alpha này. Đấy, góc này này. Đây chính là góc alpha. Cho nên Fx thì lại sẽ bằng F nhân với cos của 30 độ. Đúng không? Bằng 0. Chưa? Đấy, chúng ta sẽ có là P sin 30 độ trừ F cos 30 độ bằng 0. Và tương đương thì chúng ta thay vào thì P của chúng ta là bằng MG này nhân với sin của 30 độ sẽ bằng F từ là bằng B nhân Y nhân với L. Đấy, rồi nhân với cos của 30 độ. Từ đây thì tương đương chúng ta sẽ suy ra được Y của chúng ta sẽ bằng, Y sẽ bằng gì nhỉ? MG chia cho BL. Đấy, còn cái là sin 30 chia cho cos 30 thì chính là nhân với tan của 30 độ. Đấy, chúng ta có Y sẽ bằng MG chia cho BL nhân tan với 30 độ. Và bây giờ chúng ta thay số vào, chúng ta suy ra Y của chúng ta sẽ bằng M là đề bài cho bằng là 0,16 kg này. 0,16 nhân G là nhân với 10 chia cho Y, xin lỗi, chia cho B. B là 0,05 nhân với L là 1 mét. Rồi nhân với tan 30 độ. Tan 30 độ chính là 1/1/3, đúng không? Và chúng ta bấm máy tính thì chúng ta sẽ thu được Y của chúng ta là bằng 18,5 ampere. Đấy. Vậy đối với bài số 3 này thì chúng ta đã tính được là cường độ dòng điện Y bằng 18,5 ampere. Hay nói cách khác, đối với các bài tập chuyển động của đoạn dây dẫn dưới tác dụng của lực từ thì chúng ta cũng làm giống hệt như các bài chuyển động mà chúng ta đã học ở lớp 10. Tuy nhiên, trong các bài chuyển động của đoạn dây dẫn dưới tác dụng của lực từ thì chúng ta có thêm thành phần là gì nhỉ? Là lực từ tác dụng lên đoạn dây. Và để xác định được lực từ tác dụng lên đoạn dây thì chúng ta cần phải sử dụng là quy tắc bàn tay trái để xác định lực từ. Đấy, chúng ta lưu ý như vậy. Và video hướng dẫn các em giải các bài tập chuyển động của đoạn dây dẫn dưới tác dụng của lực từ đến đây là kết thúc. Trong quá trình học, còn điểm nào các em chưa hiểu thì hãy comment phía dưới để các thầy giải đáp cho các em. Và các em hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ, like video để ủng hộ các thầy. Tạm biệt các em, chúc các em học tốt.